Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong chuyến dịch thức khuya học bài cùng với chị ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, với một cái mục tiêu, mỗi ngày thiết lập một bài văn phân tích thật là đầy đủ ấn tượng về một trích đoạn văn xuôi. Ngày hôm nay, chị quay trở lại cùng với các bạn ở trong một cái phân đoạn về một trong số những tác phẩm văn xuôi cũng cực kỳ là đáng chú ý với chúng mình. Đó chính là Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Và nếu như các bạn đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Đừng quên là chia sẻ phần phát trực tiếp này về trang cá nhân giúp cho chị nha. Ok không nào? Xin chào tất cả các bạn. Đủ 300 bạn, chị em mình sẽ cùng với nhau bắt đầu chữa luôn cho nó nóng nhá. Ok không nào? Các bạn ơi, đủ 300 bạn, chị em mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Đủ 300 bạn, chị em mình sẽ cùng bắt đầu. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đợi thêm đi. Chúng mình sẽ cùng đợi thêm một ít thời gian nữa đi. Để mọi người vào đã nhở. Hôm nay có gì cháy đâu, Thanh Hương, bình thường mà. Mới có 275-80 bạn chứ mấy. Đúng không? Ok. Các bạn ơi, xin chào các bạn. Các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Đủ 300 bạn, chị em mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Đủ 300 bạn, chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu. Khi nào đủ 300 bạn, các em gọi chị cái nhá. Khi nào đủ 300 bạn, các em gọi chị cái. Bây giờ chị ngủ một giấc đã nhở. Chị trêu thế chứ làm sao mà ngủ được. Chị tin là chỉ độ một vài giây nữa thôi là kiểu gì cũng sẽ đủ 300 bạn ngay. Đấy, như bây giờ chị đã đang nhìn thấy ở đây là đã có 310 mấy bạn rồi đây này. Nên là ngay bây giờ là chị em mình sẽ phải bắt đầu cùng với nhau ngay và luôn nhá. Xin chào các bạn. Chúng mình ơi, sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhá. Chị bắt đầu luôn nhá, không đợi nữa nhá. Thôi kệ, bạn nào vào muộn thì kệ bạn ý chứ. Giờ thời gian này còn ai chờ đợi được nữa, nhanh nhanh. Mình còn đi ngủ với chị, buồn ngủ lắm rồi. Nhưng mà nói chung là với một cái tinh thần là vì là các bạn đang quá nhiệt tình với chị, thế nên là chị không thể nào mà chị bỏ các bạn ở lại được. Nên là dù có buồn ngủ thì chị vẫn sẽ cố gắng là có mặt ở đây. Nhưng mà trước tiên á, là phải thả tim cho chị đi. Làm gì có cái chuyện gần 400 người đang xem cái phần phát trực tiếp này mà bây giờ mới chỉ có 160 người thả tim cho chị Hiên là thế nào? Hả? Không thả tim cho chị à? Không yêu thương à? Trong khi bây giờ hơn 11 giờ đêm rồi mà bây giờ vẫn đang ngồi đây đây. Mà không yêu thương à? Không thả tim là không yêu thương rồi. Không thả tim nhiều là không yêu thương rồi. Chúng mình ơi. Nhất trí. Nói xong là tim bay gọi là tơi tả luôn, tung rời luôn. Rồi, ok, rất cảm ơn các bạn nhé. Rất cảm ơn vì tình yêu thương của các em dành cho chị. Và nhớ là phải chia sẻ phần phát trực tiếp này về trang cá nhân của mình ngay và luôn. Chứ nhỡ mà nó bị ẩn đi thì mình tìm kiểu gì bây giờ? Trong khi biết đâu đây là một trong những cái phần trích đoạn cực kỳ quan trọng luôn á. Ok không nào? 300, 450 bạn rồi. Lên 500 bạn đi rồi bắt đầu vậy. Hôm nay đợi lên mốc 500 cho nó máu. Được không? Còn 50 bạn nữa thôi. Đợi thêm 50 bạn nữa rồi chị em mình cùng với nhau bắt đầu nhá. Bắn tim mà máy liệt luôn chị ơi. Ôi Tuấn ơi, bắn vừa thôi nhá. Để còn máy để còn học chứ. Chứ liệt máy rồi, hỏng máy rồi thì làm sao mà học được hả em? Vừa phải thôi, nhẹ nhàng thôi. Yêu thương chiếc điện thoại của mình thôi. Yêu thương chiếc máy tính của mình thôi. Nhở? Rồi, được 450 rồi. 500 đi chị em mình bắt đầu cho nó máu, cho nó sụp sôi. Được không ạ? À, nói chung là trên cái tinh thần là đợi mọi người một tí. Đợi thêm 1-2 phút cũng không sao cả. Bởi vì chị vẫn sẽ ở đây và chữa cùng với các bạn với một cái mục tiêu là đem đến cho các bạn một cái phần bài viết nó vừa đầy đủ, nó vừa chỉnh chu. Thi thử bọn em thi đúng câu này luôn á. Thương thật sự luôn ấy. Hôm qua ấy, chị có chữa một cái đề về sông Đà đúng không? Thế xong hôm nay là đề của Hải Phòng, thi đúng vào cái đề đấy, y hệt cái đề đấy. Thế xong bắt đầu các bạn ở Hải Phòng bắt đầu nhắn tin ao vào fanpage Học Văn Chị Hiên. Nhắn tin rối rít bảo là: chị ơi, em cảm ơn chị, hôm nay em viết mà em thấy sướng lắm. Chưa bao giờ em viết về sông Đà mà em cảm thấy phê như thế chị ạ. Các kiểu mà chị hạnh phúc quá đi mất. Biết đâu một vài ngày nữa các bạn thi thử mà các bạn lại vào đề này. Hay là thậm chí hôm nào thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà vào một cái đề mà chị em mình từng chữa với nhau rồi ấy.
thì chị sẽ còn hạnh phúc rất rất là nhiều luôn. Nên là các bạn ơi, đừng bao giờ bỏ lỡ những cái phần phát trực tiếp quan trọng như thế này nhá. Bởi vì đây là những cái mà chúng mình có thể dùng ngay và luôn mà. Vừa có bạn Mai Phương bảo chị ơi, Bình chị ơi, chị nói là Mai Phương ơi cố lên hay gì à? Mai Phương ơi cố lên nhá. Chị tin là em sẽ đạt được điểm tốt thôi. Cố lên, chạy vô. Chạy vô nhá, cố lên nhá. Chị cũng không nhớ được cái câu bình luận đầy đủ của em là gì, nhưng chị chỉ nhớ là chị chỉ biết là em bảo với chị là chị ơi, chị mà có thể động viên em là cố lên được không, thì chị vừa động viên rồi đấy. Phương ơi cố lên, chạy vô. Rồi bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Đủ 500 bạn rồi ạ. Bắt đầu thôi. Chúng mình ơi, đừng quên thả tim cho chị nhá. Ai đời lại gần 600 bạn xem rồi mà bây giờ chỉ có hơn 300 tim là thế nào? Chả yêu thương nhau gì cả, đúng không ạ? Trong khi đem cả tâm gan, gọi là tim gan ruột thịt, gọi là tất cả mọi thứ đây, mang hết cả tâm can ra để mà trao tặng cho chúng mình đây. Rồi, chúng mình cùng bắt đầu nhá. Đề bài ngày hôm nay sẽ là như sau ạ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chị có một cái phần trích đoạn trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Đoạn trích như sau. Lúc ấy trong nhà đã tối bưng. Mị rón rén bước lại. A Phủ vẫn nhắm mắt. Nhưng mị tưởng như A Phủ đương biết có người. Nhưng mị tưởng như A Phủ đương biết có người bước lại. Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ cứ thở phè phè từng hơi, không biết là mơ, là mê hay tỉnh. Lần lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người của A Phủ thì mị cũng hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng, đi ngay. Rồi mị nghẹn lại. A Phủ bỗng khuỵu xuống không bước nổi. Nhưng trước cái chết đến có thể, nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay. A Phủ lại quật sức vùng lên chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối. Rồi mị cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm, nhưng mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ. Đã lăn, chạy, chạy xuống tới lưng dốc. Mị nói, thở trong hơi gió thấp lạnh buốt. A Phủ cho tôi đi. A Phủ chưa kịp nói, mị lại nói, ở đây thì chết mất. A Phủ chợt hiểu, người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình. A Phủ nói, đi với tôi. Và hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi. Chúng ta phải chú ý đến cái này ạ. Bên cạnh cái phần trích đoạn có, thì cái điều mà các bạn cần phải chú ý đó chính là trình bày cảm nhận của anh chị về sức sống của người dân lao động vùng cao Tây Bắc được thể hiện qua đoạn trích. Tức là gì ạ? Yêu cầu của chúng ta không phải là phân tích cái đoạn trích này, mà yêu cầu của chúng ta là nhìn thấy hình ảnh của những con người lao động miền núi Tây Bắc, và đặc biệt là về sức sống của họ qua trích đoạn này. Thế thì cái bước đầu tiên mà các em cần phải làm với chị là bây giờ chị em mình cùng với nhau bóc tách đoạn trích dựa trên cái yêu cầu mà đề bài đưa ra ở đây nhá. Ok không? Hãy chú ý giúp chị nhá. Chúng mình sẽ có này, trước tiên đề bài yêu cầu là nói về sức sống của người dân lao động vùng cao Tây Bắc. Nó được cụ thể hóa ở cái phần trích đoạn này với sự xuất hiện của hai nhân vật. Một là Mị và hai là A Phủ. Vậy thì nếu như bạn nào mà chỉ dừng lại ở việc phân tích Mị là chưa đủ, mà chỉ phân tích A Phủ không cũng là chưa đủ, mà chúng ta cần phải bám vào cả hai cái nhân vật này. Đồng nghĩa với việc khi chúng ta bóc tách cái gì ạ? Khi chúng ta bóc tách cái phần đoạn trích ở phía trên, chúng ta phải phát hiện ra được đâu là cái chi tiết nói về sức sống của nhân vật Mị và đâu là cái chi tiết nói về sức sống của nhân vật A Phủ. Ok chưa? Chú ý giúp chị nhá. Được không nào? Ui hơn 600 bạn rồi. Hay thôi không giảng nữa nhở? Tự nhiên thấy xúc động thế. Tự nhiên thấy xúc động lắm ý. Hay thôi không giảng nữa nhá. Chứ cứ nhiều người xem này rồi không muốn giảng nữa. Xúc động quá. Nghẹn ngào quá thật đấy. 620 mấy bạn rồi đây này các em này. Thế các em không đi ngủ à? Các em phải đi ngủ đi chứ. Em phải đi ngủ đi.
Đi ngủ đi để cho những bạn nào mà bạn ý thực sự chăm chỉ muốn học thì học thôi, chứ vào đây xem làm gì. Đi ngủ đi các em ơi, bây giờ hơn 11 giờ rồi. Rồi, chúng mình ơi, tự nhiên xúc động quá, không nói lên lời các bạn ạ. Chết thật, sao lại xúc động thế này. Thôi không sao, bây giờ phải nén cái sự xúc động đấy lại, bởi vì biết đâu sẽ lại còn tăng tiếp, mà thậm chí sẽ còn là tăng chóng mặt. Được không ạ? Bây giờ để cho chị gọi là dừng lại độ 5 giây để chị nén lại cái sự xúc động này đã. Các đối thủ ơi, sao các đối thủ không đi ngủ đi? Bây giờ các em phải bảo nhau là thôi, học thế thôi là đủ rồi, bây giờ phải đi ngủ đi. Nhở, đúng không? Rồi, bây giờ quay trở lại đây nhá. Các bạn ơi, chú ý giúp cho chị này, chúng mình sẽ có như sau. Chúng ta cùng nhìn lên cái đoạn trích này nhá. Và hãy nhớ là hiện tại chị Hiên vẫn đang tiếp tục tuyển sinh cho cái khóa học tổng ôn cuối cùng. Đó là khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị. Ở trong khóa học này, các bạn sẽ được tặng rất là nhiều những cái bài viết tham khảo như thế này. Và được gì ạ? Có rất là nhiều những cái bài viết tham khảo cụ thể như thế này. Đặc biệt là được ôn lại toàn bộ kiến thức cùng với chị. Nên bạn nào mà còn đang kiểu rất là lo lắng ấy, thì nhất định phải gặp chị trong khóa học 10 ngày nhá. Hiện tại bây giờ đã có mấy trăm sĩ tử đang đợi chị trong khóa học 10 ngày rồi. Còn các em mà chưa đăng ký thì các em phải chủ động xem lại thôi. Được không ạ? Rồi bây giờ chúng mình sẽ có ở đây này như sau, các bạn sẽ thấy nha. Thứ nhất, lúc ấy trong nhà đã tối bưng. Đây là nói về phần không gian, đúng không ạ? Và thời gian, được không ạ? Phân tích như thế này là khi mà các bạn làm cái phần viết, các bạn sẽ thấy rất dễ luôn. Chưa bao giờ thấy cái việc phân tích trích đoạn mà nó lại có thể chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ mà nó đơn giản như thế. Tiếp tục này, chúng mình sẽ có này. Mị, à đây rồi, chi tiết đầu tiên về cô Mị nha. Chi tiết đầu tiên về cô Mị ạ. Rón rén bước lại. À, được không ạ? A Phủ, cứ cái nào của Mị chị đánh 1, cái nào của A Phủ chị đánh 2. Đây là cái bước đầu tiên chị đang là bóc tách cái trích đoạn để các bạn làm cho dễ nha. Chị đang bóc tách lại trích đoạn để các bạn làm cho dễ nha. Các bạn chú ý giúp chị này. A Phủ vẫn nhắm mắt, nhưng Mị lại Mị rồi. Tưởng như A Phủ đương biết có người bước lại. Cái chi tiết này chưa có gì là đáng chú ý cả. Đương nhiên trong cái phần phân tích, các bạn biết rằng là chúng ta sẽ phải có phân tích nông, phân tích sâu. Có những chi tiết mà chúng mình sẽ trọng tâm, có những chi tiết mà chúng mình sẽ viết lướt, có những chi tiết chúng mình sẽ cần đào sâu. Thì các bạn ơi, đây là một trong số những chi tiết mình cần đào sâu ạ. Đây ạ. Được không nào? Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. Đây là chi tiết nói về nhân vật Mị, và cụ thể là một cái hành động của nhân vật này. Ok chưa nào? Tiếp tục, lại là A Phủ nhá. A Phủ cứ thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần đầu, lần lần đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ, thì Mị hốt hoảng lại là Mị. Và trạng thái của nhân vật này bây giờ là hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng. Đi ngay lại là Mị. À, thật ra thì khi mà các bạn tìm hiểu về cái tác phẩm Vợ chồng A Phủ, đặc biệt là ở cái phân đoạn đầu là cái phân đoạn viết về Mị và A Phủ ở Hồng Ngài ấy, thì các bạn cũng biết rồi, trọng tâm của nhà văn Tô Hoài ở đây á là muốn nói về cái hành trình, và cụ thể cái hành trình đó là cái hành trình nhân vật Mị đi tìm lại chính bản thân của mình. Hành trình Mị đi tìm lại cái con người của mình thuở xưa. Hành trình Mị đi tìm lại khát vọng tự do và hạnh phúc. Một cái con người cực kỳ ham sống giống như vị, giống như Mị, bị những cái đè nén của cường quyền, của thần quyền, đã mất đi hoàn toàn cái khả năng gì ạ? Khả năng và ý thức về cuộc sống. Sống một cái cuộc đời như một con rùa lùi lũi ở đằng sau xó cửa, âm thầm như một chiếc bóng. Và để rồi đêm tình mùa, để được rồi qua đêm tình mùa xuân, đến đêm đông, chúng ta thấy đây là một cái phân đoạn được coi, nó sẽ giống như là một cái ngọn lửa cháy bùng lên ở trong phần đầu của tác phẩm này. Và thực sự đây là một cái phân đoạn rất là hay ạ. Một lát nữa chị phân tích các bạn sẽ thấy là trời ơi, tôi có quá nhiều thứ để tôi viết. Chứ không phải là nhìn thấy cái đề này là tôi ngồi im hay là tôi chỉ viết được một cái phần nó rất là cụt lủn, rất là ngắn đâu ạ.
mà tôi có quá nhiều thứ để tôi viết luôn. Và quá nhiều thứ đó là gì thì cứ bình tĩnh, chúng mình sẽ đi qua từng trang, lật mở từng trang viết cùng với chị. Ok chưa nào? Tiếp tục là Mị nhá. Mị thì thào, đi ngay. Rồi Mị nghẹn lại. Sau đó hai, A Phủ khuỵu xuống, đúng không ạ? Sau đó A Phủ lại quật sức vùng lên chạy, đúng không ạ? Sau đó lại là Mị. Mị đứng lặng trong bóng tối. Sau đó Mị đã chạy. À, Mị vụt chạy ra. Trời tối lắm, nhưng Mị vẫn băng đi. Rồi Mị đuổi kịp A Phủ. Rồi Mị lăn, Mị chạy, chạy tới xuống lưng dốc. Rồi Mị nói, A Phủ cho tôi đi, ở đây thì chết mất. Và lúc đấy thì A Phủ đã đáp lời lại, đi với tôi. Và hai người lẳng lặng lao nhau chạy trong dốc núi. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây hai cái hình ảnh con người lao động xuất hiện ở trong cái đoạn trích này. Một là Mị và hai là A Phủ. Và sau đấy thì chúng mình sẽ phải làm rõ cái này. Đó chính là nhận xét về tư tưởng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài được thể hiện trong đoạn trích. Đây là phần yêu cầu phụ. Rồi, thế thì bây giờ chị em mình cùng với nhau viết nhá. Sẵn sàng chưa? Get go chưa các em? Nào, các bạn get go chưa? Sẵn sàng chưa? Bắt đầu viết chưa? Sẵn sàng get go chưa? Hả? Sẵn sàng get go, thả tim cho chị xem cái. Tại vì nhiều bình luận quá, không biết đọc từ bình luận nào cả. Nhiều quá trời luôn á, hôm nay sao tự nhiên đông thế? Hôm qua chỉ có mấy trăm bạn, 3, 4, 500 bạn thôi. Hôm nay lên 600 bạn, 700 bạn luôn rồi. Chúng mình ơi, xong chưa? Bắt đầu nhá, nhất trí nhá. Rồi, chị có một cái phần mở bài. Chúng ta đều biết rằng là mở bài mà dạng bài văn á, thì chúng ta sẽ lựa chọn là mở bài gián tiếp. Và mở bài gián tiếp thì sẽ bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Và cái phần dẫn dắt ngày hôm nay chị lựa chọn đó chính là có cực kỳ nhiều hướng để dẫn dắt, đi từ đề tài, đi từ tác giả Tô Hoài, đi từ những cái gọi là liên quan tới cảm nhận của các bạn về cái phần tác phẩm đấy. Thì ở đây chúng mình sẽ có như sau nhá. Trong truyện ngắn Hết một buổi chiều, mượn lời của nhân vật văn sĩ nghèo, Tô Hoài đã nói rõ tâm trạng của ông. Mỗi khi cầm bút lên mà kể chuyện một dòng nước, một cánh hoa hoặc một làn mây trắng, thì gã thấy như mình đương làm một việc trào phúng quá. Gã ngượng với bút, gã ngượng với chính cái mặt gã soi trong gương. Mặt sống của cuộc đời tát nham này còn gì đáng lồng vào một dòng nước, một nhánh hoa, một làn mây trắng. Lời bộc bạch nói trên của Tô Hoài đã góp phần làm rõ một quy luật trong sáng tạo nghệ thuật. Nhà văn chỉ có thể viết hay về những gì họ quen thuộc, họ am hiểu, những gì họ đã từng trải nghiệm, chiêm nghiệm, những gì đã trở thành thân thiết máu thịt với cuộc đời của họ. Sớm ý thức được rõ điều này, Tô Hoài lựa chọn Tây Bắc trở thành điểm dừng chân tiếp theo cho những chuyến đi và cầm bút viết. Thiên nhiên con người Tây Bắc đã trở thành nét nhớ niềm thương trong ông. Điều này được thể hiện rất rõ qua tập truyện Tây Bắc tiêu biểu, nhất là truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ. Đặc biệt gây ấn tượng cho bạn đọc là đoạn trích từ đó thể hiện tư tưởng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là những thứ nhất định phải đưa được vào bài viết. À, anh chị admin có thể giúp chị gắn cái link đăng ký lộ trình của khóa học 10 ngày được không ạ? Tại vì chị đang thấy ở đây cũng có một số bạn đang hỏi về khóa học 10 ngày, mà trong cái quá trình chị dạy thì chị không thể nào mà chị trả lời chúng mình những cái câu hỏi như thế được. Nên là chị muốn là ai, anh chị admin nào đang support chị, hỗ trợ chị thì có thể gắn cái link khóa học 10 ngày cho các bạn ý tham khảo được không ạ? Thay vì việc là chị cung cấp thông tin thì các bạn có thể chủ động tham khảo nhá. Thì đây là cái phần mở bài, chị sẽ không nói nữa bởi vì có quá là nhiều những cái cách mở bài rồi các em ạ. Có quá nhiều những cái cách mở bài á. Được không nào? Có quá nhiều những cái cách mở bài rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể đi từ nhà văn Tô Hoài là một người nghệ sĩ đã dùng cả cái cuộc đời của mình kiên trì với sự nghiệp viết, để rồi để lại một cái khối lượng tác phẩm đồ sộ. Cái không gian nghệ thuật của người nghệ sĩ này thường viết đó chính là gì ạ? Cái mảnh đất ven đô này, rồi thì Tây Bắc này. Đấy, chúng ta có thể đi và dẫn dắt từ những cái như thế. Thì các bạn có thể chú ý giúp cho chị nhá. Ok không nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần luận điểm số 1. Các em có nhớ luận điểm số 1 chúng mình cần phải làm gì không ạ? Chính xác, ngày hôm qua chị Hiên đã nói rồi. Trong cái phần luận điểm số 1 thì các bạn cần phải làm rõ về: thứ nhất, tác giả
thông tin tác giả, hay nói cách khác là khái quát về tác giả, tác phẩm. Được không nào? Thì ngày hôm nay chị có đưa cho các bạn một cái cách viết khá là mới. Khi mà nói về tác giả, tác phẩm thì như bình thường ấy, chúng mình sẽ chỉ là, chúng mình sẽ hay giống như kiểu là tự đưa ra bằng lời văn của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị đã mượn một cái cách khác để chị đưa ra. Đó là chị mượn luôn lời của nhà văn Tô Hoài, tác giả của Vợ Chồng A Phủ. Tự ông ấy sẽ nói về tác phẩm của ông ấy. Và chị đã trích dẫn cái lời viết đó vào đây để chúng ta có thể hiểu sâu sắc nhất về Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Được không ạ? Thì ở đây chúng mình có như sau nhá, như thế này. Tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Tô Hoài gắn liền với Hà Nội. Hà Nội trở thành không gian nghệ thuật trở đi trở lại trong những sáng tác của ông. Có ai ngờ, ngòi bút tường sinh ra chỉ để cắm sâu vào vùng đất ven ô ven đô ấy sau cách mạng tháng 8. Lại gắn bó với vùng cao Tây Bắc thật sâu nặng. Đó là một ngòi bút nhập cuộc, luôn theo sát các phong trào cách mạng nên đã nhanh chóng bén duyên với núi rừng Tây Bắc và trở thành ngòi bút thân thiết của miền Tây. Ở đây, ông đã gặt được một lúc cả hai mùa, mùa tình dân và mùa văn học, như ông đã chân tình ghi nhận. Hình ảnh Tây Bắc đau thương và dũng cảm lúc nào cũng thành nét, thành người, thành việc trong tâm trí tôi. Đất nước và người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá, tôi không thể bao giờ quên. Vâng, ông không thể bao giờ quên được hai tiếng chéo lù, có nghĩa là trở lại, cùng với đôi tay vẫy. Lúc vợ chồng A Phủ tiện ông ra khỏi dốc núi làng Tà Xùa, lúc vợ chồng Lý Nủ Chu tiện ông dưới chân núi Cao Phả, hai tiếng chéo lù đã theo ông về tận xuôi và thôi thúc ông phải viết một cái gì đó để trả món nợ cho những con người mà ông thương mến. Và chuyện Tây Bắc đã ra đời, trở thành đỉnh cao của văn học viết và miền núi. Chuyện ngắn Vợ Chồng A Phủ là tác phẩm đặc sắc trong tập truyện này. Đó là kết quả của chuyến đi thực tế trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc của nhà văn Tô Hoài cùng với bộ đội. Tác giả trong chuyến đi ấy, tác giả đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào Tây Bắc trong suốt 8 tháng năm 1952. Và trích đoạn được đề cập nằm ở cuối của phần 1 khi Mị và A Phủ cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà thống lý Pá Tra. Chúng mình ơi, được không ạ? Hãy nhớ giúp chị, mặc dù là một câu rất nhỏ thôi, nhưng mà chúng mình cũng nên nêu ra về cái vị trí của đoạn trích nhá. Được không ạ? Các bạn chú ý giúp chị, bởi vì thường là sẽ có nhiều bạn quên cái này. Nhưng mà bản thân chị cho rằng là khi mà các bạn nêu ra được cái vị trí của đoạn trích ấy, thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc là gì ạ? Cũng sẽ đồng nghĩa với việc là các bạn có thể cũng sẽ đồng nghĩa với việc là các bạn có một cái sợi dây liên kết với cái phần luận điểm số 2. Chính là cái phần luận điểm quan trọng nhất của chúng mình. Luận điểm chiếm số điểm cao nhất ở trong tổng số 5 điểm mà chúng mình sẽ giành được trong cái câu nghị luận văn học này. Đó chính là luận điểm phân tích, nhất trí không ạ? Thì đây là một trong những cái mà các bạn cần phải chú ý giúp cho chị nhé. Được không? Ok chưa? Nhất trí chưa? Rồi, bây giờ chị em mình cùng viết luận điểm 2 nhá. Bây giờ mới là cái luận điểm khó này. Các bạn ấy bắt đầu sẽ than thở và nói rằng: chị ơi, cái trích đoạn đấy chỉ có mỗi một xíu xíu như thế, bây giờ viết gì đây hả chị? Thế mà chả hiểu kiểu gì chị Hiên viết tận mười mấy mặt thế này thì không biết là viết cái gì đây hả giời cơ chứ. Chả hiểu viết kiểu gì. Mà trong khi có một cái đoạn nhỏ siêu siêu à, về hai cái con người này, có mỗi là Mị cứu A Phủ xong rồi hai người bỏ chạy chứ có gì đâu mà viết nhiều thế nhở. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cùng xem nhá. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy này, chúng mình có ở đây đó chính là gì nhở? Chúng mình có ở đây, đó chính là cái thứ nhất. Chúng ta hãy lưu ý giúp cho chị nhá. Cái thứ nhất này, khi mà làm về nhân vật á, thì bao giờ các bạn cũng sẽ phải giới thiệu về nhân vật đó trước. Thì chị cũng sẽ có một cái phần giới thiệu về hai cái nhân vật mà chị sẽ đề cập với các bạn. Số 1 là Mị và số 2 là A Phủ. Ok chưa nào? Số 1 là Mị và số 2 là A Phủ.
được không ạ? Sau đấy thì mình sẽ phân tích về, đặc biệt chú trọng vào vẻ đẹp sức sống của hai nhân vật này ở trong cái đoạn trích phía trên, được không nào? Đây sẽ là hai cái ý chính mà chúng ta sẽ cùng với nhau giải quyết ở trong luận điểm số 02 này, được không ạ? Nha, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Rồi, bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau này. Chúng mình có Vợ chồng A Phủ là câu chuyện kể về những người lao động tiêu biểu ở vùng dẻo cao Tây Bắc. À, bắt đầu giới thiệu về ấy đấy ạ. Giới thiệu về nhân vật đấy ạ. Mà tiêu biểu là Mị và A Phủ. Mị là một cô gái có tài năng, có nhan sắc, là bông hoa của núi rừng Tây Bắc, được không ạ? Cô hiếu thảo, cần cù, chăm chỉ và đặc biệt là yêu tự do và khát khao mãnh liệt được sống là chính mình. Nhưng trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen, Mị bị dòng đời cuốn vào bi kịch, phải trở thành cô con dâu gạt nợ cho nhà thống lý Pá Cha, là nhà địa chủ ở Hồng Ngài. Từ đây, ước mơ và khát khao của Mị bị vùi dập như hòn than nằm dưới đống tro tàn, chỉ còn âm ỉ, thế nhưng cũng chờ một cơn gió để có thể bùng cháy mạnh mẽ. Còn A Phủ, vốn là trẻ mồ côi, lớn lên bằng cách làm thuê mướn từ nhà này sang nhà khác, từ bản làng này đến bản làng khác. A Phủ tự do phóng khoáng, chăm chỉ tháo vát và rất thạo việc nương rẫy, nhưng vì mồ côi lại không có của cải nên ở Hồng Ngài không thể lấy được vợ. Trong một lần đi chơi mùa xuân, A Phủ va chạm xô sát với A Sử, con trai nhà thống lý Pá Cha, nên đã bị phạt vạ và trở thành đầy tớ lao động không công. Sức sống của những người dân lao động Tây Bắc nằm trong chính sức sống tiềm tàng của hai con người ấy, biểu hiện cụ thể và rõ ràng nhất trong sức sống tiềm tàng của hai con người ấy là Mị và A Phủ. Ok không ạ? Chú ý giúp chị nhá. Tức là mình sẽ có một cái phần để mình khái quát lại về nhân vật, giới thiệu chung về nhân vật trước khi mình đi vào cái phần phân tích trọng tâm về cái trích đoạn mà mình vừa đề cập. Chị đã nói rồi, đã là phân tích trích đoạn thì chúng ta phải chú ý đến từng câu, chúng ta phải chú ý đến từng chữ. Chú ý giúp chị nhá. Thì bây giờ bắt đầu phân tích này. Phần này rất quan trọng ạ. Và chị rất cần các bạn trọng tâm. Chị rất cần các bạn tập trung. Các em ơi, ngày hôm nay thì sẽ không có tặng tài liệu đâu ạ. Bởi vì về cơ bản đây sẽ là cái phần tài liệu mà chị dành tặng cho các bạn ở trong các cái khóa học của Học Văn Chị Hiên. Và đặc biệt là cái khóa học 10 ngày mà sẽ khai giảng vào tháng 6 sắp tới, là một cái khóa học tổng ôn lại toàn bộ kiến thức trước khi mà chúng mình thi. Đây đã là một cái khóa học được coi là bản sắc và thương hiệu của Học Văn Chị Hiên rồi. Năm nay các bạn đăng ký thì chúng mình sẽ có tổng cộng là 12 buổi để ôn tập lại toàn bộ. Dung lượng của mỗi buổi là từ 3 cho đến 5 tiếng đồng hồ và chúng mình sẽ học livestream ở trong group kín để có thể tiện cho việc là tương tác và cũng tiện cho cái việc là các bạn có thể xem lại và ôn lại ở trong giai đoạn cuối nữa. Nên nếu bạn nào mà muốn gọi là đồng hành cùng với chị để viết được những cái bài viết hay hơn, bứt phá cái số điểm văn trong giai đoạn cuối, thì chắc chắn là sẽ phải tìm hiểu về khóa học 10 ngày. Nếu không các bạn sẽ cảm thấy rất là phí luôn đấy. Phí hoài thực sự. Rồi bây giờ mình quay trở lại đây nhá. Chúng mình có phần viết quan trọng nhất trong bài ngày hôm nay ạ. Chị có một cái phần đưa một cái nhận định lý luận văn học vào như sau. Thế này ạ. Nhà văn Nam Cao từng đưa ra quan niệm về một tác phẩm chân chính. Một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên bên trên tất cả bờ cõi và giới hạn. Phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương tình bác ái và sự công bình. Nó làm cho người gần người hơn. Có lẽ cùng chung suy nghĩ với Nam Cao, nên Tô Hoài đã đặt để vào trong tác phẩm của mình hai nhân vật Mị và A Phủ. Mà từ hai nhân vật ấy, bạn đọc nhìn ra được những điều vừa mạnh mẽ vừa lớn lao trong hành trình tìm lại tự do hạnh phúc của những con người lao động miền núi. Đoạn trích trên tái hiện một không gian đặc biệt. Bắt đầu phân tích nha. Chính là cái câu số 1 đây ạ. Trời đã tối bưng đây ạ.
Các bạn có nhớ không? Các bạn có thấy cái câu đấy không? Lúc ấy trong nhà đã tối bưng, mị rón rén bước lại. Được không ạ? À? Các bạn ơi, hãy chú ý giúp chị nhá. Chúng mình có đây phân tích câu đầu tiên này như sau. Đoạn trích trên tái hiện một không gian đặc biệt, một sự lựa chọn đặc biệt. Tại sao lại là sự lựa chọn ạ? À? Các bạn có thể thấy rằng là mị có thể lựa chọn cứu hoặc không cứu. A Phủ có thể lựa chọn cho mị đi cùng hoặc không cho mị đi cùng. Thế nhưng mà cuối cùng thì mị đã chọn cứu và A Phủ đã chọn là cho mị đi cùng. Thì đó, chị coi đây là một cái sự lựa chọn đặc biệt. Được không nào? Một khoảnh khắc thực sự có giá trị lớn, thay đổi cả cuộc đời của hai nhân vật. Không gian ở nhà thống lý Pá Cha, không gian của tội ác và đè nén, biến những con người ham sống trở thành nô lệ không công, thậm chí phải đánh đổi cả bằng sinh mệnh của chính mình. Đó cũng là không gian của sự giam hãm. Con người dường như đang mắc kẹt trong những nỗi sợ hãi của cường quyền thần quyền, để rồi không còn sức lực để phản kháng, biến những con người ham sống trở thành con rùa đằng sau xó cửa, sống câm lặng như những vật vô tri. Lúc bấy giờ, trong không gian của nỗi sợ hãi ấy, giữa một đêm mùa đông lạnh lẽo, mị nhìn thấy giọt nước mắt của A Phù, người đàn ông đứng trước mắt mình. Và mị đã nhận ra cảnh ngộ của chính mình trong đêm tình mùa xuân năm ấy. Mị có suy nghĩ muốn cứu A Phủ và mị đã làm thật. Được không ạ? Xong câu đầu tiên nhá. Cái câu mà trong nhà tối bưng á, cái ý đầu tiên á, phân tích cái không gian đấy. Được chưa nào? Phân tích cái không gian ở đây là một cái không gian nhà thống lý Pá Cha đấy. Được chưa? Bắt đầu tiếp theo này. Trong lúc ấy nhà tối bưng, mị rón rén bước lại. Không gian tăm tối của chốn địa ngục trần gian bây giờ đang sắp sửa trở thành bệ đỡ cho sự giải phóng. Ánh lửa sưởi của đêm đông đã tắt, nhưng ngọn lửa của sức sống đã đốt cháy suy nghĩ của mị. Động lực thúc đẩy trong lòng lớn bao nhiêu thì bước chân mị lại càng rón rén bấy nhiêu, bởi vì sợ phát hiện, đúng không ạ? Bởi rõ ràng mị và A Phủ vẫn đang ở dưới trướng của nhà thống lý Pá Cha và vẫn sợ bị phát hiện. Mị cắt dây trói cho A Phủ, bắt đầu phân tích hành động số 2. Tức là ở đây là chị đang lựa chọn là chị phân tích về cái cô mị trước. Thế xong rồi một tí nữa chị mới phân tích về anh A Phủ cơ. Đấy, thế là mình cứ lần lượt mình phân tích thôi nhé các em. Được không ạ? À? Mình phân tích từng nhân vật một. Ở đây là chị lựa chọn là chị phân tách thành riêng rẽ hai nhân vật, xong rồi là chị đi phân tích từng nhân vật một nhá. Rồi bắt đầu mình có này. Mị cắt dây trói cho A Phủ bằng con dao nhỏ cắt lúa, cắt từng nút dây mây. Hành động liều lĩnh của mị làm cho ta nhớ tới cái tặc lưỡi, cái chặt lưỡi chật kệ của anh cu chàng khi quyết định đưa thị về làm vợ. Nếu anh cu chàng là cái đói đang đe dọa, nhưng ít nhất anh còn có được tự do để lựa chọn, thì với mị đó là nỗi sợ hãi về cường quyền, bạo quyền và thần quyền của nhà thống lý. Những điều con người ta nếu không đủ can đảm thì sẽ không thể vượt qua. Thế nhưng mị không sợ, mị vẫn quyết cứu A Phủ, bởi trong mị bây giờ là sự đồng cảm với con người cùng cảnh ngộ và sự căm phẫn trước tội ác của nhà thống lý. Hành động của mị diễn ra rất nhanh, sau khi những luồng suy nghĩ vẫn đang chồng chéo ở trong đầu. Mị phải cứu người đàn ông kia. Người đàn ông kia tại sao lại phải chết? Chúng nó thật độc ác. Và mị đã từng bước đến gần với con người đang cận kề cái chết. Cứu A Phủ, nhưng mị cũng đang lo sợ cho số phận của mình. Thế nên là mị mới hốt hoảng đấy ạ. Thật ra thì mị đã nghĩ tới bước đường cùng là mình sẽ trở thành người bị trói thay vào đấy cho đến chết. Mị cũng không sợ. Mị cầm con dao cắt dây mây cởi cho A Phủ. Trong khoảnh khắc rất ngắn, cho đến khi gỡ được hết những vòng dây trói, thì lúc đấy mị mới hốt hoảng. Và sau một khoảng thời gian dài câm lặng, mị đã cất thành tiếng nói. Các bạn ơi, chi tiết cất thành tiếng nói của mị là một cái chi tiết rất là đắt. Và chị nghĩ rằng là trong cái phân đoạn này, đây thực sự là cái chi tiết mà các bạn cần phải xoáy sâu.
Và làm thế nào để mình xoáy sâu được vào cái chi tiết mà nhân vật mị của chúng ta sau những cái tháng ngày dài câm lặng, cứ lùi lũi như một con rùa đằng sau xó cửa, bây giờ đã cất thành tiếng nói. Thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào để sâu đây ạ? Các bạn có thể tham khảo như sau nhé. Trong tác phẩm, khi Tô Hoài viết về nhân vật mị có một điều vô cùng đáng chú ý. Đó là khi ở Hồng Ngài, chỉ có duy nhất hai lần mị cất thành tiếng nói. Lần đầu tiên là xin cha đừng bán con cho nhà giàu. Và lần thứ hai chính là khi mị nói với A Phủ, đi ngay. Không thể phủ nhận, trong khoảng thời gian cô ở nhà thống lý bá cha, cũng có nhiều thời điểm mị muốn được tỏ bày nó, được thể hiện gì ạ? À, cái điều đó được thể hiện bằng tiếng khóc, bằng thái độ, bằng hành động. Nhưng đó đều là những tiếng nói câm nín. Có nghĩa là cô ấy cũng rất muốn nói, thế nhưng mà cô ấy không thể nào cất thành tiếng được, mà chỉ có thể thể hiện bằng cái sự phản kháng là tôi khóc, tôi thể hiện cái thái độ phản kháng, tôi có những cái hành động với lấy cái váy hoa, búi lại tóc, chuẩn bị lại quần áo, sắm sửa để đi chơi, đốt cái đèn, đốt gì ạ, sắn một cái miếng mỡ đốt sáng, căn thắp sáng căn phòng lên, nhưng mà chưa bao giờ cất thành tiếng nói, đúng không ạ? À, chỉ là những tiếng nói câm nín và không bộc lộ trực tiếp ra ngoài. Vậy mới thấy, trong khoảnh khắc này, dù đó chỉ là một tiếng thì thào rất ngắn, nhưng chính phát ngôn trên miệng của mị đã trả lại vẹn nguyên một cô mị của thuở ban đầu. Đó là một con người còn có tình thương. Thế rồi, trong giây phút mị đứng lặng trong bóng tối, biết bao nhiêu suy nghĩ đang xuất hiện. Tô Hoài không nói, nhưng nó thực sự giống như một cơn bão lớn đang đến. Cắt dây trói cho A Phủ là mị đã kê sẵn nửa cái cổ mình lên bàn chém của bọn phong kiến chúa đất. Thứ luôn lăm le tước đi mạng sống của con người một cách vô tình và rẻ mạt khi một khi xâm hại đến lợi ích của chúng. Mị chỉ còn một con đường giải thoát duy nhất là bỏ chạy. Vậy là bây giờ bắt đầu phân tích đến chi tiết tiếp theo. Mị vùng chạy theo. Được không ạ? Trên là lời nói nhá, bây giờ là vùng chạy theo. Mị đứng lặng trong bóng tối, rồi mị vụt chạy ra. Và giây phút lặng ngắn ngủi đó thôi, nhưng lại là cái thời khắc quyết định cho số phận của một con người. Mị đã vụt chạy là hành động nhanh và tức thời, nhưng không phải là bồng bột. Mị đang đấu tranh cho chính hạnh phúc của bản thân mình. Sức sống của cô gái này khởi phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mị đã cởi trói cho người và cũng cởi trói được cho cả chính mình khỏi trốn địa ngục trần gian. Mị băng đi và đuổi kịp A Phủ, nói nhanh hai câu không kịp để cho A Phủ trả lời. A Phủ cho tôi đi, ở đây thì chết mất. Sự dứt khoát trong lời nói và hành động của mị là biểu hiện rõ nhất cho sức sống tiềm tàng mãnh liệt của con người lao động vùng dẻo cao. Câu nói ấy đã thể hiện lòng ham sống đang dội vào mạnh mẽ trong con người bé nhỏ này. Đó cũng là một tiếng kêu cứu khẩn thiết của những con người vô cùng đáng sống mà không được sống một cuộc đời trọn vẹn. Lòng ham sống bây giờ bộc lộ thành lời nói, chuyển biến thành hành động. Đám cháy lớn ấy, Tô Hoài đã để nó diễn ra một cách vừa gấp gáp, vừa hồi hộp, nhưng cũng vô cùng hợp lý trong diễn biến tâm lý của nhân vật. Các bạn ơi, như bình thường nhá, có nhiều bạn phân tích được đến đây là các bạn thì đã bảo là ôi em phân tích được như thế là em đã thấy sâu lắm rồi. Nhưng mà chị thì chị cho rằng là để có thể làm sâu sắc hơn vấn đề cho những cái chi tiết mà các bạn cho rằng đó là những cái chi tiết trọng tâm, thì chúng mình nên đặt những cái câu hỏi ngược, và đặc biệt là những cái câu hỏi tại sao. Thì ví dụ như một cái câu hỏi tại sao mà chúng mình có thể đặt ra ở đây ấy, đó là các bạn có thể đặt ra câu hỏi là tại sao mị lại lựa chọn là bỏ chạy? Tại sao mị không tiếp tục đứng ở đấy để chịu cái số kiếp, tức là có thể là bị trói thay vào đấy đến chết, bởi vì mị vẫn sợ mà. Mị vẫn luôn luôn cho rằng là mình dù mình có chết thì mình cũng sẽ là con ma của gia đình nhà này, và mị chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn mà. Nhưng mà tại sao ở trong giây phút này thì mị lại bỏ chạy cùng với A Phủ ạ? Thế thì chúng mình sẽ cùng làm sâu sắc hơn cho cái vấn đề này bằng việc trả lời cho cái câu hỏi đấy nhá. Thì ở đây các bạn sẽ thấy giúp cho chị này, chúng ta sẽ có đây như sau ạ. Tại sao mị lại bỏ chạy? Tại sao mị lại cất tiếng đề nghị A Phủ cho đi cùng?
lời nói chỉ vỏn vẹn có mấy tiếng ấy đã trở thành ấn tượng lớn lao trong lòng bạn đọc về lòng ham sống bùng lên mãnh liệt của con người bé nhỏ này. Có lẽ nó xuất phát từ những gì Mỹ đang chứng kiến. Khi A Phủ quật sức vùng lên bỏ chạy, hình ảnh ấy giống như tác động của tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân. Nó đập thẳng vào nhãn quan của Mỹ, thổi bùng lên lòng ham sống trong Mỹ. Trước mắt mình bây giờ là một con người đã kiệt sức, vậy mà vẫn đang vùng lên bỏ chạy để tìm ra đường sống. Và Mỹ cũng đã quyết định chạy theo A Phủ, chạy theo tiếng gọi của tự do. À, đó, giải thích để làm rõ hơn nhá, được chưa? Nhất trí không? Mỹ cắt sợi dây trói hữu hình cho A Phủ, cứu thoát A Phủ. Thế nhưng đó cũng là hành động Mỹ tự giải thoát cho sợi dây trói vô hình của mình. Những câu thoại ngắn của Tô Hoài đặt để trong diễn biến cảm xúc tự nhiên hợp lý của nhân vật. Những câu thoại đưa Mỹ đúng về với Mỹ của những năm tháng chưa trở thành cô con dâu gạt nợ không công cho nhà thống Lý. Đưa Mỹ trở về với hình ảnh của một cô gái của những năm tháng ấy, rõ ràng, quyết đoán, mang trong mình những khát vọng tự do và hạnh phúc. Xong. Trước tiên là xong Mỹ. Nha, nhất trí không? Được không, được không? Từng chi tiết đều cần phải đi sâu, từng chi tiết đều phải gọi là xem ngang, xem dọc, lật lên, lật xuống, đặt ra câu hỏi như thế nào, cái gì như thế nào, vì sao, thì cái phần phân tích của chúng mình nó mới sâu được, nó mới gọi là đi sâu và lý giải nhiều chiều được, ok chưa ạ? Thế còn về phía A Phủ nhá, đương nhiên thì cái phần dung lượng cho A Phủ sẽ không thể nào nhiều bằng Mị được, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này, chúng ta sẽ có về phía A Phủ, một con người đang cận kề với cái chết. Trong khoảnh khắc được người đàn bà cứu sống, nhân vật này có hành động phản kháng ấn tượng. A Phủ bỗng khuỵu xuống không bước nổi, nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên chạy. Sau mấy ngày bị bỏ đói và trói bằng những vùng vòng dây mây vừa dai vừa cứng, A Phủ chưa bao giờ từ bỏ khát khao sống của mình. Tô Hoài có kể lại chỉ trong một đêm, người đàn ông ấy đã nhay đứt hai vòng dây trói. Thế nhưng, sự bạo tàn của chế độ phong kiến miền núi đẩy con người ta vào đường cùng. Chỉ vì làm mất một con bò, phải trả giá bằng sinh mạng của con người. Dẫu thế, A Phủ ban đầu cũng không lựa chọn trốn chạy. Những con người miền núi chân chất giản đơn, họ tin vào một thứ sức mạnh thần linh mà gia đình thống Lý đã tạo ra. Họ cho rằng cả cuộc đời của mình sẽ phải ở đây để làm lụng và trả nợ cho nhà địa chủ. Thế nhưng trong giây phút lựa chọn giữa sự sống và cái chết, A Phủ đã lựa chọn bỏ chạy. A Phủ đã lựa chọn con đường tăm tối phía trước dù không biết mình sẽ đi về đâu, dù bóng tối chỉ là mơ hồ. Hành động A Phủ sau mấy ngày bị trói đến kiệt sức nhưng vẫn quật sức vùng lên là một chi tiết ngời sáng sức mạnh bên trong của con người. Sức mạnh ấy được bắt nguồn từ lòng ham sống mãnh liệt, giúp họ vượt qua giới hạn của bản thân. Và có một cái chi tiết này rất hay nha. Tại sao A Phủ lại cho Mị đi? Đố các em biết đấy. Đã phân tích là phải phân tích cho sâu. Thế thì mình lại phải tự đặt ra câu hỏi là khi mà Mị đưa ra một cái lời đề nghị rằng là A Phủ cho tôi đi ở đây thì chết mất, thì A Phủ có bảo là đi với tôi? Thật ra thì lúc đấy, đặt trong cái trường hợp lúc bấy giờ thì thậm chí A Phủ có khi còn chẳng lo được cho thân của mình cơ mà, đúng không ạ? Thế mà bây giờ lại còn đèo bòng để làm gì? Thì các bạn ơi, chị sẽ lý giải nó bằng cái này để các bạn hiểu nhá, như sau ạ. Thế rồi khi Mị đuổi theo và cất lời đề nghị A Phủ cho đi cùng, người đàn ông ấy đã lựa chọn đồng ý mặc dù A Phủ hoàn toàn có thể từ chối. Bởi thân mình bây giờ không biết có lo nổi không, nhưng A Phủ vẫn chấp nhận. Bởi A Phủ nhận thức ra rằng, Tô Hoài viết một câu rất đắt, đó là người đàn bà chê chồng ấy vừa cứu sống mình. À, và việc đồng ý dẫn Mị đi cũng chính là một sự đền đáp, chính là một sự trả ơn với con người vừa cắt dây mây cho mình kia. Và hành động ấy xuất phát từ một đạo lý cao đẹp của con người Việt Nam. Nó vượt lên trên cả sự đồng cảm và tình thương giai cấp.
một câu nói ngắn gọn đi với tôi. Hệt như một sự hồi đáp cho câu nói của Mị chỉ một vài giây trước đó. Đi ngay đi. Nếu Mị là người cầm dao, cắt dây chói hữu hình cho A Phủ, thì A Phủ cũng chính là người quay lại, cắt sợi dây chói vô hình cho Mị. Với những nỗi sợ hãi về cường quyền, về thần quyền với nhà thống lý. Và suy cho cùng, trong khoảnh khắc kỳ diệu của lòng ham sống ấy, chính là cả hai người đã cứu sống lẫn nhau, chính là cả hai người đã dùng những tình cảm tốt đẹp để cứu người, và cũng là cứu lấy chính bản thân của mình. Được không ạ? Các bạn ơi, ok không nào? Sau đó chúng ta sẽ khái quát lại nhé. Cả hai nhân vật trong đoạn trích đều đã trải qua một quá trình giác ngộ để nhận thức ra được bản chất của cường quyền và thần quyền. Đó là thời điểm họ nhìn rõ và gọi tên kẻ thù, gia đình thống lý, chế độ phong kiến miền núi tàn bạo. Bạn biết đấy, để có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, mấu chốt chính là ở việc nhận thức rõ ràng mình sợ cái gì và vì sao mình sợ. Khi đó, chúng ta sẽ hành động để bước qua nỗi sợ. Cả Mị và A Phủ đều đã tiến đến quá trình đấu tranh đòi lại tự do và hạnh phúc. Sống cho ra một con người bằng sức mạnh của tình thương, lòng căm thù, ý thức giai cấp và lòng can đảm. Đó là những phẩm chất thật đáng quý ở những con người lao động miền núi Tây Bắc. Khi đi sâu khai thác về tâm lý của Mị và A Phủ trong trích đoạn, ta càng thấm thía hơn chân lý. Tác phẩm nghệ thuật là kết quả của một quá trình nuôi dưỡng cảm hứng thai nghén sáng tạo ra một thế giới hấp dẫn sinh động, thể hiện những vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, bản chất của đời sống xã hội con người. Nhân vật trong tác phẩm của một thiên tài thực sự nhiều khi thật hơn cả những con người ngoài đời bởi sức sống lâu bền, bởi ý nghĩa điển hình của nó. Qua nhân vật, ta thấy cả một tầng lớp, một giai cấp, một thời đại. Thậm chí có những nhân vật vượt lên cả thời đại, có ý nghĩa nhân loại, sống vĩnh cửu sống mãi với thời gian. Được không ạ? Thì các bạn ơi, đó là cái phần quan trọng nhất đấy. Là cái phần phân tích á các em. Cái phần phân tích phân đoạn á các em. Đấy chính là cái phần quan trọng nhất á. Thì chị vừa làm với chúng mình rồi đấy. Chúng mình sẽ phân tích theo kiểu là phân tích Mị xong, ở trong đoạn trích xong, xong rồi phân tích đến A Phủ, xong bắt đầu khái quát lại về hai cái nhân vật đó. Ok không? Được không? Nhất trí không? Được không các em? Sau đấy mình sẽ đi giải thích cái yêu cầu phụ, giải quyết yêu cầu phụ ở đây này. Được không nào? À, nêu ra giá trị nhân đạo ở đây là gì? Là một trong những cái giá trị trụ cột của một tác phẩm văn học chân chính này. Nó được thể hiện trên bốn cái phương diện, bao gồm thứ nhất là tố cáo, thứ hai là đồng cảm, thứ ba là ngợi ca, và cuối cùng là mở đường cho nhân vật. Được không ạ? Thì ở đây chỉ có một cái phần viết đây. Và điều quan trọng nhất là Tô Hoài đã mở ra những con đường, đã mở ra cho những con người chịu áp bức đi đến tương lai tươi sáng hơn. Một tương lai có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng con người được sống tự do và tự quyết đời mình, đó chính là đến với ánh sáng của cách mạng. Bởi với những gì Tô Hoài đã trải qua, ông hiểu rõ ràng một chân lý rằng mọi con người nô lệ đều sẽ có một con đường tất yếu, đó là đến với ánh sáng của cách mạng. À, cứ đi qua từng khía cạnh như thế nhá. Sau đó luận điểm 4 thì sẽ khái quát lại giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Và cuối cùng ở đây thì chúng mình sẽ đưa ra cái phần kết bài cho cái đề bài này, được không ạ? Hơi thở cuộc sống luôn đầy ắp và hiện rõ trên những trang viết của Tô Hoài, đưa ông cùng nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi khác làm nên những mùa gặt ngoạn mục nhất của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Bản thân tôi thì cho rằng có lẽ mùa gặt thắng lợi và đáng tự hào nhất của Tô Hoài không phải là gặt về những trang sách, mà là gặt với thành quả tình cảm đậm đà chân thành của độc giả dành cho câu chuyện của chính ông viết ra. Đọc vợ chồng A Phủ, biết đến những con người lao động núi cao Tây Bắc, đặc biệt là Mị và A Phủ, tôi dường như được sống thêm một cuộc đời cùng với nhân vật. Mị và A Phủ đưa tôi đi đến chuyến tàu cảm xúc để rồi trở về với bến đỗ là giá trị nhân văn nhân đạo. Ở đó chính là triết lý đáng trọng. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời là được sống tự do hạnh phúc, sống là chính mình. Quả đúng là như vậy, quả đúng như Maxim Gorky từng đưa ra quan niệm về văn học. Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và làm nảy nở ở con người khát vọng vươn tới chân lý.
được không ạ? Chấm hết. Xong. 12 mặt của đề ngày hôm nay. Đề về vợ chồng A Phủ. Xong nhé. Được không? Ổn không ạ? À, ổn không, ổn không? Chúng mình ơi, chị nhắc lại một lần nữa nha. Nếu như các bạn mà muốn sở hữu thêm nhiều những cái tài liệu hay như thế, thậm chí là các em muốn sở hữu cái bộ này, bao gồm 12 tác phẩm, kiến thức của 12 tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12, một cái bộ ấn phẩm rất là xịn, thì các em hoàn toàn có thể nhanh chóng tìm hiểu và đăng ký về khóa học 10 ngày. Một trong những cái khóa học tổng ôn cuối cùng hot nhất của học văn chị Hiên, cực kỳ hit hot của học văn chị Hiên. Nên là chị rất hy vọng là sẽ được gặp các em ở trong khóa học này. Với một cái lộ trình siêu đầy đủ, chúng mình sẽ ôn lại kiến thức của 12 tác phẩm, sau đó cùng với nhau học phương pháp viết dạng đề phân tích cảm nhận, sau đó học về đọc hiểu, nghị luận xã hội, sau đó mình sẽ luyện đề, sau đó mình sẽ được tặng hai buổi, một là luyện viết về nghị luận xã hội và một buổi luyện viết nghị luận văn học. Thế xong rồi, trong cái quá trình mà ôn luyện như thế thì các em được cung cấp rất là nhiều những cái tài liệu hay. Và một trong số những cái phần mà chị đang trao đổi cùng với chúng mình ở đây chính là những cái phần mà chúng mình cũng sẽ nhận được khi tham gia vào khóa học 10 ngày. Thế nên chị nghĩ đây sẽ là một cái từ khóa mà nhất định ngày hôm nay các bạn nên dành một chút thời gian để tìm hiểu xem có thực sự phù hợp với chúng mình không nhá. Và chị Hiên rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở trong khóa học 10 ngày cũng như ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo các em nhá. À, hiện tại chính xác ạ, à, học phí của khóa học này vẫn còn đang được ưu đãi và sẽ chỉ còn được ưu đãi trong hết tuần này thôi. Nên nếu như chúng mình muốn đăng ký thì cũng đăng ký nhanh nha, để tránh lỡ mất cái việc ưu đãi về học phí mà cuối cùng thì vẫn phải đăng ký nhá, được không ạ? Còn buổi tối ngày hôm nay thì chị em mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại chúng mình ở trong buổi học tiếp theo, trong phần trao đổi tiếp theo. À, chị ơi, khóa học 10 ngày đăng ký như thế nào ạ? Em ơi, em nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên luôn nha. Có lẽ là sau buổi ngày hôm nay thì tin nhắn sẽ lại tiếp tục quá tải giống như ngày hôm qua, nên chắc là các bạn sẽ phải đợi một chút xíu. Thì Xuân ơi, em cứ chủ động giúp chị nhắn tin về cho fanpage nhá. Các anh chị sẽ tư vấn và sẽ giúp em hoàn thành cái việc đăng ký để vào lớp cùng với chị nhá. Được không nào? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nha. Bye bye!